Mày nữa. Một hợp tác chưa vậy? Sắp mà nếu cái gì? 100.000 đô. Chú làm như tiền là giấy hả? Con ngộ lắm. Chạy đi trò của anh ta trong gia đình miền Nam mới được. Chuyện gì vậy? Còn một hợp tác đâu? Cực cái nó quá anh à. Nhiều tiền gì luôn hả? Tôi sẽ làm thay vì cô cậu này. Quan tâm ngay, nghe. Nói, nếu không tôi đốt con mắt của mày. Không nhớ thiếp phải tìm anh Thư đâu. Nhưng mà bây giờ mày cứ chuyện đi tìm đi. Biết quả trâu là thằng nào không? Đúng là trái đất tròn thật.